cho 13,8 gram hỗn hợp gồm bút 1 in anhydramic và một lượng dư AgNO3, thấy có 0,6 mol AgNO3 phản ứng. Thành phần theo khối lượng của anhydramic trong hỗn hợp là, rồi, bút 1 in là gì? Bút là 4C, in là liên kết 3 đầu mạch. Đây, đây là 1 in CH2, CH3. Anhydramic là HCHO. Rồi, ở đây người ta có nói là có 0,6 mol AgNO3 tham gia phản ứng. Đối với thằng này thì không cần nước em nha. Đối với liên kết ba đầu mạch thì không cần nước. Bản chất là bạc sẽ thế vào hydro của liên kết ba đầu mạch. Cái đó em tạo thành CAgNO3, CH2, CH3. Đây là cho cái tổ màu vàng cộng cho NH4NO3. Và bạn lưu ý với thầy như thế này. Các phần này dùng để nhận biết được liên kết ba đầu mạch và nhận biết được nhóm chất CHO em nhé. Rồi, khi bạn ghi, bạn nhớ thầy là hai anh em nhà formic khi tác dụng với AgNO3 trong môi trường NH3 thì nó sẽ tạo ra các sản phẩm vô cơ. Cụ thể ở đây là NH4 hai lần CO3. NH4NO3 và tạo hai bạc. Lỗi, một chó tạo ra bốn bạc. Để cho chúng ta số mol AgNO3, do đó đây chúng ta đi bảo toàn bạc thôi. Bên trong phương trình 1 thì chúng ta có này, đây một bạc thì đây sẽ là một bạc. Đây bốn bạc thì đây sẽ là bốn bạc, thế là xong. Còn những yếu tố khác không cân bằng em nhé. Như vậy đặt đây là ít mol, đây là y mol. Đây là ít mol và đây là 4 y mol. Chúng ta có hệ phương trình. Chúng ta tính cho thầy khối lượng mol của bút 1 in bằng bao nhiêu? 13 cộng 12 cộng 14 cộng 15. 54. Tiếp tục, HCHO chúng ta biết rồi, nó là bằng 30. 13,8. Tiếp tục ở đây, đó là mol AgNO3. Chúng ta có ít cộng cho 4y bằng 0,6. Cho đây em tính được cho thầy ít bằng y bằng. Không hai và không một. Rồi, điều cầu chúng ta là tính phần trăm khối lượng của anhydramic trong này. Chúng ta lấy đó là bao nhiêu nhỉ? Chúng ta lấy đó là HCHO chúng ta là 30 nhân mol là 0,1 chia tổng 13,8 nhân 100%. Ở đây em tính được là 21,73. 739 thì là 21,74. Có đúng, bây giờ mình chọn là câu D. Câu này cái ý tưởng của nó đó là giúp cho chúng ta ôn lại cái phần gì? Giúp cho chúng ta ôn lại cái tính chất học của liên kết ba đầu mạch và tính chất của hợp chất nhóm chất CHO, thế thôi. Nha. Cái câu này theo thầy đánh giá thì nó bình thường.